chính thức VFF xác nhận người thay Thầy Park trước thềm AFF Cup, cả nước ngỡ ngàng. Vào hồi giữa tháng 10 2022, Thầy Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đi đến một quyết định tương đối bất ngờ. Theo đó, sau hơn 5 năm dẫn dắt những chiến binh sao vàng, giành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ, chiến thuật gia sinh năm 1957 đã quyết định nói lời chia tay AFF Cup 2022. Sẽ là một giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo đồng hành với đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF đã tích cực tìm kiếm một vị huấn luyện viên mới thay thế để hướng tới mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2026. Đã có nhiều vị huấn luyện viên nổi tiếng bày tỏ mong muốn sẽ được ngồi vào vị trí mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại. Theo một vài nguồn tin uy tín, có tới 99% khả năng người Pháp, vị huấn luyện viên Philippe Jussy sẽ là vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Jussy không còn là một cái tên xa lạ đối với bóng đá Việt Nam. Vị chiến lược gia người Pháp từng có một khoảng thời gian gắn bó công tác đào tạo trẻ Việt Nam. Ông từng có thời gian dẫn dắt U18 Việt Nam. Tuy nhiên, đến giữa tháng 6 2021, vị huấn luyện viên này bất ngờ nói lời chia tay bóng đá Việt Nam khiến nhiều người tiếc nuối. Trước đó, cựu thuyền trưởng đội tuyển U18 Việt Nam cũng đã có lời chia sẻ bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt những chiến binh sao vàng. Lợi thế của tôi là đã có 3 năm làm việc với bóng đá Việt Nam. Hiện tại, tôi vẫn đang giữ liên lạc và trao đổi với VFF, cũng như là một vài cầu thủ từng huấn luyện. Hãy cứ chờ xem, dù sao, tôi với bóng đá Việt Nam cũng có những ấn tượng tốt đẹp. Philippe Jussy sinh ngày 21 tháng 9 năm 1955. Ông từng dẫn dắt các đội tuyển bờ biển Nga, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar và Morocco, và hàng loạt các câu lạc bộ trên khắp thế giới. Ngoài việc hai lần tham dự World Cup, chiến lược gia người Pháp cũng giúp cho đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và cùng với đội U20 Nhật Bản đoạt ngôi Á quân U20 World Cup năm 1999. Tháng 3 năm 2018, vị huấn luyện viên có biệt danh là Phù Thủy Trắng đã nhận lời làm giám đốc kỹ thuật của Học viện bóng đá PVF. Đây là quyết định bất ngờ bởi thời điểm đó, chiến lược gia người Pháp được nhiều đội bóng lớn ở châu Á săn đón. Ông đã từng nhận nhiệm vụ dẫn dắt và giúp đội tuyển U19 Việt Nam giành vé vào trận chung kết U19 châu Á 2020. Tuy nhiên, giải đấu này đã không diễn ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tháng 5 2021, chiến lược gia người Pháp không tiếp tục dẫn dắt đội U19. Và nguyên do đơn vị chủ quản cũ của PVF không còn hợp đồng với vị huấn luyện viên này. Thực tế, từ năm 2019, ông Jussy cũng đã không còn làm giám đốc kỹ thuật của PVF. Lúc đó, nhà cầm quân này chỉ còn nắm vai trò là vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam. Vì vậy, khi hợp đồng của vị huấn luyện viên người Pháp này hết hạn, lãnh đạo mới của PVF lúc đó là Văn Lang đã không muốn tiếp tục hợp đồng với ông. Vì vậy, vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam phải nói lời chia tay và về nước. Cũng cần phải nói thêm rằng, lúc mới tới Việt Nam thì vị huấn luyện viên này đã chia sẻ: "Tôi thấy được niềm đam mê và tiềm năng trong sáng của con người Việt Nam được bộc lộ sau ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018. Bóng đá rất phổ biến ở Việt Nam, họ có nền văn hóa bóng đá thật sự. Khi World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, Việt Nam có thể tranh chấp tham dự vé World Cup 2026. Vị huấn luyện viên này được cho là có sự hiểu biết bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp cũng đã có từng nhiều lần nói chuyện với huấn luyện viên Park Hang-seo, nên sẽ có những chiến lược phát triển lâu dài phù hợp với hiện tại và cả tương lai của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, có một vướng mắc rất lớn, mức lương mà vị huấn luyện viên Philippe Jussy có thể nhận là cao hơn, bởi khi còn dẫn dắt U18 Việt Nam thì ông được đồn đoán đã nhận 3 tỷ trong một tháng từ một doanh nghiệp trong nước. Trong khi đó, hiện tại, lương của huấn luyện viên Park Hang-seo đang rơi vào khoảng 1,2 tỷ đồng trong một tháng. Nếu nhìn vào lứa U22 của đội tuyển Park Hang-seo và U19 của Việt Nam, thì 80% trong số này tôi tin là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam tham dự chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Tôi và huấn luyện viên Park Hang-seo có trách nhiệm khác nhau, nhưng cả hai đều chung mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn và hướng tới World Cup 2026. Ông Jussy đã chia sẻ khi mà đội U19 Việt Nam có đợt tập trung mới đây. Vị huấn luyện viên Park Hang-seo đã quá thành công tại Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia đánh đội U22 Việt Nam trong cả 3 năm qua. Ông Jussy lấy đó làm niềm ghen tị mà càng có thêm động lực để giúp cho cùng với chiến lược gia người Hàn Quốc thực hiện giấc mơ của bóng đá Việt Nam. Với một nền bóng đá thường xuyên nằm ngoài top 100 của FIFA, bóng đá Việt Nam thật sự may mắn khi có sự góp mặt của hai vị huấn luyện viên tài năng, tâm huyết như ông Park và ông Jussy. Cùng với đó, họ khát khao và hoàn toàn có thể đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới, đẳng cấp vươn lên, tiệm cận với các nhóm đội bóng hàng đầu châu lục. Bởi hai ông thầy này, đó là khát vọng của cả một nền bóng đá chứ không phải là công việc đơn thuần. Đó cũng chính là cái may mắn với bóng đá Việt Nam. Nhiều khả năng phải chờ tới khi AFF Cup 2022 khép lại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới công bố thuyền trưởng mới. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo và những chiến binh sao vàng đang được tập trung tuyệt đối cho giải đấu hấp dẫn nhất trong khu vực.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, hậu vệ Vũ Văn Thanh cho biết, đây cũng là giải đấu cuối cùng của Thầy Park, không vì thế mà toàn đội bị áp lực về thành tích hay là ảnh hưởng tới tâm lý. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã nói với toàn đội, dù đây là giải đấu cuối cùng của thầy, nhưng đội hãy cứ thi đấu làm sao cho một tinh thần thoải mái nhất, không để cho những chuyện khác ảnh hưởng. Được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch AFF Cup. Thế nhưng ở màn tổng duyệt cuối cùng để bước vào trận đấu lớn nhất khu vực, Việt Nam lại không cho thấy điều đó. Rõ ràng chiến thắng tối thiểu trước Philippines trên sân hàng đấy vừa qua để lại cho người hâm mộ và giới mộ điệu những điều lo âu về học trò của ông Park. Hàng công với những tiền đạo kỳ cựu có phong độ cao mà huấn luyện viên Park đang nắm trong tay chưa không tốt. Dù hàng thủ Philippines phải chưa thật quá mạnh với quá nhiều kinh nghiệm, không ghi được nhiều bàn thắng thì một chuyện, ngay cả những cơ hội tạo ra trước khung thành đối thủ cũng ít ỏi. Phía trên chơi chưa tốt, hàng thủ thì ít bị thử thách. Khi mà Philippines chủ động và buộc phải đá phòng ngự cả suốt một trận đấu, nhưng mỗi lần đội khách đẩy cao đội hình thì cũng đã lộ ra tương đối nhiều khoảng trống. Những gì nhìn thấy ở đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Philippines rõ ràng là một điều đáng lo ngại cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bất chấp vào lúc này thì các đối thủ cạnh tranh không phải là quá mạnh. Như đã phân tích và cũng chính như ông Park đã khẳng định sau trận thắng tối thiểu trước Philippines, màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam thì để lại được nhiều hơn so với sự thất vọng. Thế nên cũng có nhiều lý do khi mà người ta cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đang giấu bài cho AFF Cup 2022. Bên cạnh đó là màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam dường như là một cách khiến cho các đối thủ chủ quan. Cần nhắc lại rằng, dù không phải là đương kim vô địch nhưng với sự chuẩn bị, với lực lượng có trong tay ở AFF Cup 2022, sắp khai màn, đội tuyển Việt Nam vẫn là ứng cử viên số 1 cho cuộc đua đi tới ngôi vương. Thế nên càng ít phô ra những điểm mạnh bao nhiêu thì đồng nghĩa với việc nguy hiểm bước vào giải thì quan trọng bấy nhiêu. Với ông Park, việc đổi số áo cho nhau chẳng hạn cũng là một phương án để thu mình lại. Hy vọng với những nhận định này là chính xác, còn nếu đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện nhạt nhòa như trận gặp Philippines để ông Park vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong sự nghiệp thì e rằng hơi khó. Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch AFF Cup 2022 bằng một trận đấu với Lào. Đây có thể xem là một đối thủ cực kỳ yêu thích với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thậm chí nếu thống kê thì đây là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển Việt Nam chạm trán với Lào trong ngày ra quân. Hai trận đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam dễ dàng có chiến thắng với tỷ số là 3-0 và 2-0. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dường như chưa bao giờ phải suy nghĩ mỗi khi chạm trán với Lào. Một chiến thắng dễ dàng sẽ giúp cho Quang Hải và các đồng đội có được khởi đầu suôn sẻ trong chiến dịch AFF Cup 2022.